Mèo Ú Review xin chào tất cả các bạn. Nhân ngày lời tiên tri của thầy Duy Nến đã ứng nghiệm, trời đổ mùa đông giữa mùa hè, anh Ba Trà Cú sẽ thực hiện một số thí nghiệm với băng cho mọi người xem. Chỉ thấy anh chuẩn bị 3 chai nước ngọt với đủ loại, đủ màu sắc khác nhau. Anh lần lượt đổ chúng vào trong bình nước 10 lít này. Mẹ mèo bảo nghịch đồ ăn là học dốt đấy nên các bạn đừng học theo anh Ba nha. Anh đổ thêm vào đó một chút nước rửa bát. Các bạn có biết mục đích là gì không? Anh căng cơ đít, thít cơ mông, vận hết nội công để lắc đều chúng lên. Anh nhanh tay trộm của vợ những đồng tiền do chính mình là ra để mua kẹo Mentos và bột baking soda. Rồi anh dùng đầu chai nước làm phễu để đổ đầy chúng vào bên trong quả bóng. Anh dùng băng dính cố định quả bóng và miệng bình nước. Bây giờ cùng chờ đón xem hiện tượng gì sẽ xảy ra nhé. Sau khi hỗn hợp kẹo và bột baking soda rơi xuống, nước trong bình bắt đầu sủi bọt và trao lên. Quả bóng cũng được thổi căng phồng. Khi đã đạt đến giới hạn thì bùm, quả bóng nổ tung, bọt bên trong cũng bắn ra ngoài. Cảnh này mà nhìn bằng mắt thường cứ phải gọi là hết nước chấm. Chưa dừng lại ở đó, bọt trong bình vẫn đang liên tục phun ra. Thí nghiệm này đơn giản mà kết quả mãn nhãn thực sự. Sang thí nghiệm thứ hai, anh nhanh tay chôm việc thùng mới tinh vợ vừa mua sáng nay. Vợ nó mà biết nó cho anh một vé ngủ gầm cầu tối nay luôn. Nhưng không sao, đã gọi là đam mê thì vợ có đấm vào mồm mình vẫn phải chơi. Anh sẽ đổ đầy nước vào thùng này. Với nhiệt độ lạnh hơn cả sự lạnh nhạt của grass, chẳng mấy chốc thùng nước đã bị đóng băng. Một khi anh đã máu thì đừng hỏi bố cháu là ai, anh sẽ đun lava nóng chảy để đấu lại với tảng băng này. Làm gì thì làm, cứ phải an toàn cái đã, đồ bảo hộ là không thể thiếu. Anh sẽ đun chảy đống dây kẽm này ra. Sau khi chất lỏng đã sôi sùng sục, phần được mong chờ ngày hôm nay đã tới. Anh nhẹ nhàng đổ dung nham lên bề mặt tảng băng. Trước sức nóng của lava, tảng băng gần như không hề hấn gì, lava thì chảy hết ra xung quanh. Trừ phần lỗ chính giữa tảng băng đã dần tan chảy vì lượng lava đổ vào khá nhiều. Cuối cùng, lava đã xuyên thẳng qua tảng băng. Những giọt lava bị sót lại cũng đã khô lại và tạo thành những viên kẽm với nhiều kích thước và hình dáng độc đáo. Chưa đã cái nư, anh Ba sẽ một lần chơi lớn xem có ai trầm trồ. Thanh xuân như một tách trà, làm xong thí nghiệm hết bà thanh xuân. Anh này đúng là làm gì cũng ngu, chỉ có nghịch ngu là giỏi. Mẹ biết chơi với dao là mẹ buồn á. Anh sẽ kiểm tra xem sức chiến đấu của con chiến cẩu này tới đâu. Xem cảnh quay chậm có thể thấy, con dao lao tới và chọc thẳng vào lon Coca khiến nó bắn bọt tung tóe. Tiện đây, anh sẽ khoe luôn cho mọi người xem một con chiến hạng nữ anh vừa tậu. Đúng là tiền nào của ấy, là đồ đắt tiền nên nó có thể vượt mọi địa hình từ dưới nước tới trên bờ. Thậm chí trên mặt băng nó còn thực hiện được những đường cua khét lẹt, tự ngã nó còn nhanh chóng tự đứng dậy được. U là trời, nó bị kẹt rồi, quê là quê rồi anh Ba ơi, giải cứu nó rồi đi làm thí nghiệm tiếp thôi. Sau khi tự tạo ra một đường đua đơn giản, anh Ba sẽ cho mọi người chiêm ngưỡng những thí nghiệm mãn nhãn với con chiến mã này. Anh chuẩn bị 3 quả bóng và giữ cố định chúng bằng lon Coca. Một cú lao dứt khoát thôi, 3 quả bóng đã nổ tung không một lời chăn chối. Lúc quay trở về nhà, anh tình cờ xem được bộ phim siêu anh hùng, thấy thần sấm thao có quả búa ngầu bá cháy bọ chét. Anh Ba Trà Cú quyết định trộm tiền của vợ ra quán sắt vụn gần nhà mua lại một chiếc búa và cải tạo nó thành búa thần bản rep 1-1 với hàng riêu. Bây giờ anh không muốn làm chồng, anh chỉ cần làm thần thôi. Thần gì thì không biết nhưng mong là không phải thần kinh anh Ba nhé. Nhìn bề ngoài thì cây búa đã khá cũ và han gì hoàn toàn. Phần tay cầm này có vẻ đã hỏng hẳn, anh sẽ thay nó bằng một cái tay cầm mới bản limited mà anh tự tạo ra. Sau khi cố định búa, anh dùng cưa để tách tay cầm ra. Phần cán còn sót lại trên búa sẽ được anh dùng một cây búa khác để tháo ra. Vẫn là công việc kỳ cọ quen thuộc hàng ngày nhưng hôm nay, thay vì trà bồn cầu, anh Ba sẽ trà thật sạch chiếc búa này. Sau đó, anh cậy sạch phần vỏ han gì bên ngoài đi. Tích cực quay tay vận may sẽ tới, cái búa bây giờ trông đã nhẵn nhụi và sạch sẽ hơn nhiều. Anh Ba sẽ mài lại nó bằng giấy ráp. Nhìn anh mài là đủ thấy anh tận tụy và tâm huyết tới cỡ nào. Nói thật chứ cái búa này mà vào tay mèo thì còn đúng cái nịt, mài muốn mất cả vân tay thì búa cũng đã sáng loáng. Công việc này tuy hơi mất thời gian nhưng được cái mỏi tay muốn xỉu. Vốn là một người cẩn thận, anh Ba còn mài nhẵn cả những phần nhỏ nhất của búa. Phần lưỡi búa này được anh dùng cây rũa mài cho sáng loáng thì thôi. Bây giờ trông nó đã trắng sáng như ngọc trinh. Anh không bỏ sót bất kỳ cạnh nào của búa, bởi búa thần thì không được có bất kỳ khuyết điểm nào. Anh Ba cần mài thật kỹ trục búa để khi ghép phần tay cầm vào được chắc chắn hơn. Cảm thấy chưa hài lòng, anh Ba lại lấy 7749 loại giấy ráp ra để mài tiếp. Thậm chí bây giờ có thể dùng cái búa này làm gương soi rồi các bạn ơi. Như đã hứa trước đó, bây giờ anh sẽ tự tay làm ra tay cầm hàng độc chỉ có một chiếc duy nhất mang thương hiệu Ba Trà Cú. Thanh gỗ này cũng là hàng hiếm anh mua ngoài chợ Đồng Xuân với giá 20 cành. Hiếm với anh thôi chứ ở chợ người ta bán đầy. Sau khi đã dùng bút đánh dấu, anh mài phần đầu thanh gỗ cho vừa với trục búa. Giờ chúng đã vừa khít lỗ đít, anh sẽ cố định hai phần lại với nhau. Công đoạn này phải thật cẩn thận và chắc chắn vì nếu không đóng chặt, phần đầu búa có thể bị văng ra trong lúc sử dụng. Ta đa thế là xong, công việc ngày hôm nay của anh Ba có vẻ khá nhẹ nhàng. Phục hồi cây búa này anh chủ yếu sử dụng kỹ năng quay tay thần sầu của mình. Anh cứ mài cho tới khi búa sáng như gương thì thôi. Điểm đặc biệt là anh đã tạo ra cho nó một chiếc tay cầm mới cứng. Nhưng như thế là giống búa của thần sấm thao giữ chưa hả anh Ba? Anh bớt xem phim lại đi nha, tỉnh dậy đi ông cháu ơi, không ai cứu được ông cháu đâu.
Cảm ơn các bạn đã theo dõi và đồng hành cùng Mèo Ú suốt thời gian qua. Đừng quên tiếp tục ủng hộ Mèo Ú trong thời gian tới nhé. Mèo Ú yêu tất cả các bạn.